năm 2014 khép lại, tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Những dấu ấn về hạ tầng giao thông, những khởi sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, niềm hạnh phúc và tự hào trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, những thành tựu y học có tính chất đột phá, và không thể không kể đến thành công vang dội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Tất cả những dấu ấn ấy đã tạo nên bức tranh toàn cảnh kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An năm 2014 đa sắc màu, trở thành bước ngoặt quan trọng để toàn đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi thách thức, thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết số 26 NQTU của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tất cả sẽ có trong chương trình Dấu ấn 2014 trên báo Nghệ An điện tử.